Lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn, có tác dụng hòa đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm. Lá chanh dùng để chữa ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản. Đặc biệt trong nước lá chanh tươi có nhiều tinh dầu mùi thơm dễ chịu nên thường được sử dụng làm nguyên liệu trong nồi xông giải cảm. Lá chanh có thể dùng tươi hoặc phơi khô, sau đó hãm nước hoặc kết hợp với một số loại cây khác nấu thành thuốc uống trị bệnh. Đông y nước ta dùng lá chanh làm thuốc trị sốt rét dai dẳng, cảm cúm, hen phế quản, ho gà và trị bệnh ngoài da rắn cắn. Ở một số quốc gia khác, người ta dùng nước hãm lá chanh uống để trị cao huyết áp, thuốc trị run cho trẻ em. Sau đây là một số bài thuốc từ nước lá chanh bạn có thể áp dụng trị bệnh mà không để lại tác dụng phụ. Tẩy giun bằng nước lá chanh bằng cách bạn kết hợp giữa nước lá chanh tươi, dầu giun, nước rau sam và dầu thông để uống. Bạn cũng có thể uống nước hãm lá chanh tươi nhằm trị bệnh cảm cúm và giúp giảm đau khi mọc răng. Chữa ho do lạnh bằng cách bạn lấy lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát sắc với 0,4 lít nước đến khi còn 0,1 lít. Khi uống cho thêm ít đường, dùng trong 3 đến 5 ngày sẽ có hiệu quả trị bệnh tốt. Lá chanh hỗ trợ điều trị hen phế quản. Bạn hãy lấy 35g lá chanh khô, dây tơ hồng 15g, tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2 đến 3 lần. Uống nước này liên tục trong 10 ngày. Nước lá chanh, lá gai, lá vối xay khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trên ngày. Lên uống sau bữa ăn sáng và tối, trong thời gian ít nhất 15 ngày để giúp mát gan.